Chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5, đánh giá tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm, triển khai những nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 và những tháng tiếp theo. Ông Lữ Quang Gời, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì phiên họp. Theo đánh giá của Ủy ban Nhân dân tỉnh, trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm nay, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Đáng chú ý là chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 11,7%. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 44,7% kế hoạch năm, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm trước. Công tác hỗ trợ giải quyết khó khăn vướng mắc cho người dân doanh nghiệp được tập trung thực hiện tốt. Chỉ số xanh cấp tỉnh BGI năm 2023, tỉnh Vĩnh Long xếp hạng 10 trên 63 tỉnh thành. Các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội được thực hiện chu đáo. Công tác chăm lo sức khỏe nhân dân được quan tâm. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, bảo vệ môi trường được chú trọng. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được các ngành, các cấp quan tâm thực hiện. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Tuy nhiên, năm tháng qua, tỉnh vẫn còn một số khó khăn trong phát triển, như tình hình hạn mặn gây gắt, ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt của người dân. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư đạt thấp so với kế hoạch. Tình hình tội phạm, tình hình tai nạn giao thông còn diễn biến phức tạp. Phát biểu tại cuộc họp, ông Lữ Quang Người, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, yêu cầu các sở ngành, các địa phương khẩn trương hoàn thiện các báo cáo, tờ trình dự kiến trình Hội đồng Nhân dân tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2024 theo đúng trình tự, thủ tục, thời gian quy định. Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, khẩn trương hoàn thiện kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh Vĩnh Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đặc biệt là cái người đứng đầu, trách nhiệm của chủ đầu tư và kiểm tra kết quả giải ngân, thúc đẩy các cái công trình đi vào thực hiện phải nhanh. Nếu mà anh giải ngân được đưa vào thực hiện cái phần vốn này thì cái tăng trưởng nó cũng lên rất là nhiều. Các sở ngành và các địa phương để đôn đốc kiểm tra chỉ đạo từng cái công trình xây dựng cơ bản và chịu trách nhiệm. Làm sao trong tháng 6 các đồng chí cố gắng cam kết để làm sao chúng ta đạt ít nhất phải 40%. Ngoài ra, ông Lữ Quang Người, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng chỉ đạo các địa phương, các sở ngành thực hiện quyết liệt đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh BCI, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, quan tâm tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp, tăng cường công tác quản lý nhà nước về môi trường, tài nguyên, khoáng sản, quan tâm đối thoại, giải quyết khiếu nại của công dân, tăng cường đảm bảo quốc phòng an ninh, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ tại địa phương.